Vào sáng nay 17 tháng 6, hơn 16.800 người lao động trên cả nước đã tham gia kỳ thi sát hạch tiếng Hàn để được sang Hàn Quốc làm việc. Do kết quả cuộc thi quyết định đến tương lai của bản thân và cả gia đình, do đó mà người lao động luôn cố gắng để tìm cách gian lận. Chính vì thế mà việc kiểm tra, giả soát an ninh của kỳ thi này còn nghiêm ngặt hơn cả thi đại học. Đây là một trong những mánh khóe gian lận bị hội đồng thi tại Trường Đại học Lao động Xã hội phát hiện vào sáng nay. Thí sinh đã sử dụng đó là bọc thiết bị thu phát bằng giấy bạc, sau đó giấu chúng ở dưới giày. Mục đích là khi vào phòng thi sẽ liên lạc ra bên ngoài để nhờ trợ giúp. Những thí sinh có hành vi gian lận bị phát hiện trong khi thi sẽ bị hủy kết quả thi và cấm tham gia các kỳ thi tiếng Hàn trong vòng 3 năm. Trước khi bước vào phòng thi, thí sinh phải trải qua sự nghiêm ngặt nhiều vòng như là phải bước qua cổng từ tháo giày thắt lưng soi chiếu bằng máy dò kim loại phía sau cổng từ còn có các cán bộ công an kiểm tra một lần nữa để phát hiện các thiết bị thu phát sóng điện tử thậm chí danh sách thí sinh tại phòng thi đều có dán ảnh đề phòng trường hợp thi hộ được biết kỳ thi tiếng Hàn năm nay diễn ra tại cả ba miền với địa điểm thi ở Hà Nội Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được biết là tại điểm thi của Trường Đại học Lao động Xã hội Hà Nội trong sáng nay thì đã phát hiện ra hai trường hợp sử dụng chiêu trò. Đó là dùng giấy bạc bọc thiết bị liên lạc giấu ở trong đế giày để qua mặt được cổng tư. Hai thí sinh này thì đều đến từ Hải Phòng, sử dụng hai thiết bị thu phát sóng giống hệt nhau. Và hai thí sinh này thì khai nhận là được một người giới thiệu cho thuê thiết bị máy nghe với giá là 550.000 đồng một chiếc. Tuy nhiên thì để nhận máy thì các thì các thí sinh đã phải đặt cọc tới 2 triệu đồng. Và đây thực ra thì không phải là chiêu gian lận mới mà trong những năm trước thì cũng đã từng phát hiện ra những trường hợp như thế này. Tuy nhiên thì hai thí sinh vừa rồi à, có lẽ là vì không tự tin vào trình độ tiếng Hàn của mình nên là vẫn phải liều sử dụng. Vâng, à, nhìn cách kiểm tra an ninh nghiêm ngặt như là lên máy bay thế kia thì tôi nghĩ là không thể nào mà có cửa cho các thí sinh gian lận được mà chỉ có thể trông cậy vào khả năng của mình mà thôi. Nhiều thí sinh cho biết là đã phải đăng ký tới hai khóa học tiếng Hàn, mỗi khóa là từ 15 cho đến 20 triệu đồng để mong vượt qua được kỳ thi này. Nếu may mắn vượt qua kỳ thi thì kết quả và hồ sơ của người lao động được lưu trữ trong hệ thống của ban tổ chức để chủ sử dụng lao động lựa chọn và có thể nhận được mức lương là từ 1.000 cho đến 1.500 đô la Mỹ mỗi tháng. Và đây là mức thu nhập gấp 5 đến 6 lần thu nhập hiện tại ở nông thôn nên dễ hiểu vì sao mà nó thu hút đông người tham dự đến như vậy.